Tiếp tục lên đường cho anh em phiên bản nâng tiếng VDC7000, và cũng không còn nhiều thời gian nữa anh em ơi. Bởi vì sao? Phiên bản nâng tiếng này bên em chỉ xả cuối ngày 20 âm lịch dành cho tất cả anh em khách hàng miền Nam thôi. Nên là anh em nào đang có nhu cầu, đặc biệt là anh em ở trong miền Nam, chúng ta đang cần mua sản phẩm thiết bị âm thanh tại cửa hàng Cụ Audio, nhớ mua sớm trước ngày 20 âm lịch các bác nhá, để nhận được mức giá tốt nhất cũng như là nhận được cái sản phẩm về sớm nhất trước Tết, anh em có thể lựa chọn trên phòng hoạt hình. Rút kinh nghiệm năm ngoái bên em bán cái mẫu sản phẩm này vừa chạy hàng nhưng lại rất là lo lắng vì anh em khách hàng miền Nam đặt muộn quá nên là hàng sẽ không kịp đến tay anh em. Và giá thành của con lưng tiếng VDC1000 các bác biết bao nhiêu không ạ? Giá thành bên em hiện tại bán chỉ có 1 triệu đồng thôi, một con lưng tiếng vô cùng chất lượng, và đây là một cái cơ hội vàng rồi cho tất cả anh em khách hàng chúng ta đang cần có một con lưng tiếng hay, chất lượng, hiệu quả. Đừng bỏ qua phiên bản lưng tiếng VDC1000 này quá nhá. Và giá thành bên em chắc chắn sẽ là một mức giá rẻ nhất so với giá thị trường. Anh em hoàn toàn có thể đi mua và tham khảo bên khác xem giá của em Tùng có rẻ hơn so với giá bên đấy hay không, các bác anh em biết ngay. Với phiên bản TDC7000 thì em cũng đã thông báo rồi, lịch nghỉ Tết bên em giao bán cho em khách hàng miền Nam sẽ là hết ngày 20 âm lịch. Nên anh em đang có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với em Tùng để đặt hàng sớm nhất có thể nhá, để nhận hàng sớm nhất để chúng ta có thể là có cho mình một cái dàn máy âm thanh hiệu quả với phiên bản lồng tiếng TDC7000. Đây là hình thức giao diện của em này. Và bên em khi mà gửi hàng, bên em sẽ hỗ trợ cài đặt sẵn tất cả tính năng tiếp đốt, tặng anh em một đôi dây kết nối và hàng sẽ được bảo hành tới 1 năm. Nhận hàng chúng ta được kiểm tra hàng và không cần đặt cọc bất kỳ một đồng phí nào khi các anh em mua hàng, đặc biệt là với phiên bản lồng tiếng TDC7000 các nhá, để làm sao đảm bảo cái uy tín bên cảng Tùng Audio, bên em luôn luôn cho anh em khách hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Với TDC7000, một trong những phiên bản đầy đủ tính năng để phục vụ anh em, có hình thức giao diện đẹp mắt, có đầy đủ các tính năng để các anh em có thể căn chỉnh loa trái và loa phải, và các chế độ như là dạy bass này, dạy tiếng này, chế độ nhạc dạy chép này, bốn tính năng rất quan trọng, bass trung chép chế độ nhạc. Đấy, để anh em có thể làm sao được kích hoạt được cái âm thanh của những cặp loa lên cao nhất và âm thanh nghe chuẩn nhất. Anh em hoàn toàn có thể là căn chỉnh được theo thích riêng của mình, phối nhạc theo sở thích cá nhân. Anh em muốn nghe nhạc như thế nào, bass trung chép ra làm sao, hoàn toàn có thể căn chỉnh được với bốn phím tính năng làm bên góc tay trái và bốn phím tính năng giải bass, giải tiếng, chế độ nhạc, giải chép làm bên góc tay phải. Tức là anh em có thể căn chỉnh được hai bên loa riêng biệt. Đấy, ví dụ như anh em chơi một cặp loa bên phải mà đang có vấn đề, tiếng bass nó hơi kém, anh em muốn kích cái tiếng bass để nó cân bằng với cặp loa bên trái chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể kích được cái chế độ âm lượng tổng bass ở trên này. Đấy, hay là giải chép thì sao? Chúng ta không cần phải đi mua những cái bộ chép nữa, chúng ta hoàn toàn có thể là kích trực tiếp cái loa chép của loa full của anh em lên cao hơn với tiếng sáng hơn với chế độ giải chép này. Đấy, phím cuối cùng để anh em kích được cái tiếng chép sáng này, hay giải lời khi chúng ta nghe nhạc Polydo, chúng ta chỉ cần vặn phím thứ hai thôi là chúng ta đã có ngay một giải lời vô cùng tốt rồi. Và nhớ cho em là cái phiên bản lưng tiếng nó lại vừa kích hoạt được cái chế độ bass đánh căng và tiếng âm thanh nó không đạt được hiệu quả 100% như súp điện hay là trầm điện được, đúng không? Nhưng mà nó làm cho cái giải bass của loa full đấy, tiếng âm thanh đánh ra nó lực hơn nhiều và anh em nghe cảm giác là âm thanh nó cực kỳ là sôi động đến cái giải chuyển đổi tần số 50-100 Hz. Và nhớ cho em là tất cả dòng lưng tiếng đều có cái loop in và bass, một cái loop vô cùng quan trọng để anh em có thể chỉnh được tất cả tính năng chế độ dạng bass, trung chép, chế độ nhạc khi mà chúng ta nhấn in và bass như thế này, tức là đèn hiện đỏ thì nhạc âm thanh đã được đẩy lên cao rồi, tất cả các giải bass, trung chép cho nó kích hoạt chế độ âm thanh tốt nhất. Còn khi chúng ta nhả in và bass ra thì nhạc sẽ quay trở lại trạng thái hoạt động ban đầu và các tính năng dường như sẽ không có công dụng nữa. Và nhớ đã sử dụng in bài bác, đã sử dụng lưng tiếng là bác phải nhấn cho em nút in bài bác nhá. Ok, và với lưng tiếng TDC7000 thì còn rất nhiều tính năng nữa như là chế độ súp này, anh em để sử dụng súp trực tiếp ở trên lưng tiếng này, thêm các chế độ lấy nhạc cho anh em lấy nhạc qua các đường cổng cắm như USB, đường cổng quang phía mặt sau Bluetooth 5.0 hay đường dây tín hiệu truyền thống cho anh em lấy nhạc cấp nhạc từ TV, máy tính, điện thoại di động. Và em này thì có thể là nâng cấp trực tiếp cho dàn máy như là âm ni này, cục đẩy này, đẩy liền vang này, thậm chí ghép loa kéo để nâng tiếng nhạc, nâng tiếng mic theo ý thích và sở thích cá nhân. Ok, và ngay bây giờ thì em sẽ cùng anh em trải nghiệm âm thanh đến từ phiên bản lồng tiếng TDC7000. Trong quá trình test em sẽ dẫn rất nhiều lần vào loop in-bass để các bác thấy sự khác biệt của con lồng tiếng trong hóa gia đình nó như thế nào nhá. Đây là chế độ qua in-bass này các bác, âm thanh bass trực tiếp các bác nghe chưa? Nhả ra này. Chúng ta được trải nghiệm âm thanh đến từ phiên bản lồng tiếng TDC7000 rồi, các bác thấy thế nào? Em nhấn rất nhiều lần được cái loop in bass, các bạn thấy không ạ?
Khi mà nhấn vào earbud điện đỏ đây, từ cái giải pass này em ngồi đây em cảm nhận được âm thanh của loa nó khác biệt hoàn toàn. Vẫn là cái cặp loa đấy, nhưng mà tại sao khi chúng ta như ghép đôi lông tiếng vào thì âm thanh từ giải pass nó đánh tốt hơn này, hay giải chép nó lại sáng tiếng hơn, cặp loa của em nó trở lên sáng này, âm thanh bát chung chép nó hiệu quả, nó nghe nhiều có dạng len keng hơn, anh em nghe cảm giác nó rất là sôi động. Đó là những gì mà TD-C1000 có thể mang lại trực tiếp cho dàn máy âm thanh gia đình, và rất nhiều anh em đã và đang sử dụng rồi, rất là hài lòng. Và ngày hôm nay bên cửa hàng em tiếp tục lên đường cho anh em khách hàng đầu tuần mới phục vụ anh em, giá khuyến mại đặc biệt nhất cho TD-C1000, và ở trên thị trường thì chắc chắn là anh em sẽ không mua được giá tốt đến với em Tùng đâu. Đến với em Tùng giá chỉ 1 triệu đồng thôi. Một con lâm tiếng TD-C1000 giá 1 triệu đồng, bao ship toàn quốc tặng giới hạn kết nối, và hãng sẽ được bảo hành lên tới 1 năm, nhận hàng được kiểm tra và đánh giá sau. Và anh em đang có nhu cầu phiên bản lâm tiếng giá rẻ chất lượng TD-C1000 liên hệ trực tiếp em Tùng nhá, 0979629336. Và một lần nữa thì em xin chúc các anh em nhận hàng ưng ý với một sản phẩm lâm tiếng TD-C1000 tại Càng Tú Audio. Xin chào anh em.